VNKPC là nơi chứa đựng rất nhiều tựa game hay. Đăng nhập vào địa chỉ www.vn-gamepc.com để tải những tựa game mà anh em thích và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Yeah, ok, hello game và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và chúng ta sẽ lại cùng nhau tiếp tục với một cái con game. Lần này mình sẽ không chơi game mà chúng ta sẽ chơi một cái mini game. Lần này mình sẽ chơi một thứ nó có tên là qua sông IQ. Tóm lại thì mình sẽ phải sử dụng trí thông minh của mình để qua được sông. Và ok, rồi và màn đầu tiên chúng ta sẽ là cần giúp người đàn ông trong chiếc thuyền di chuyển ba cái thứ này sang qua sông. Và mỗi một lần ấy, chúng ta chỉ được di chuyển một con vật thôi. Và nếu như chúng ta để lại thì cũng sẽ có một cái quy luật là con này nó sẽ ăn con cừu và con cừu sẽ ăn cái bắp cải. Ok, tóm lại là chúng ta sẽ phải làm sao để chuyển được cho ba con này sang bên đấy mà không để một con nào nó ăn bất kỳ một cái thứ gì đó đấy, kiểu như vậy. Ok, chúng ta sẽ đầu tiên sẽ chuyển đây. Bây giờ mình sẽ suy luận một chút nhé. Nếu như mình chuyển cái bắp cải qua trước thì chắc chắn là con này cái con ML này nó sẽ ăn con cừu đúng không? Và nếu như chúng ta chuyển con sư tử qua trước thì con cừu sẽ ăn cái bắp cải. Vậy tức là chúng ta sẽ cần chuyển con cừu qua trước đúng không? Và bây giờ mình mới để ý là cái thằng chèo thuyền nó bị trột anh em ạ, nó bị trột mắt. Đây, anh em thấy không? Nó bịt một cái đây này. Rồi, lần này thì mình sẽ chuyển nó qua lên bờ đây em. Rồi, một con cừu nó sẽ bên này. Ok, nếu như chúng ta chuyển con sư tử qua thì con sư tử nó sẽ ăn con cừu này. Và chúng ta phải làm cách nào đó để duy trì được là cái bắp cải này và con sư tử này nó đi cùng nhau. Mình có thể bắn chết con sư tử không? Nếu như mà chúng ta có thể bắn chết được con sư tử ấy thì mình có thể chuyển con sư tử qua mà không cần phải lo nó ăn chết con cừu này. Mặt hài nó bị trột cả hai mắt đấy các bạn. Mình cũng đang tự hỏi là tại sao nó có thể trèo được sang. Bây giờ mình phải quay về các bạn. Rồi, mình sẽ phải ấn chữ let's go để nó quay về. Bây giờ nếu như chúng ta chuyển bắp cải này sang. Không được, nếu chuyển bắp cải sang thì con cừu sẽ ăn đúng không? Vậy chúng ta sẽ cần chuyển con ML này sang. Đúng rồi. Đấy, chúng ta phải chuyển con chúng ta phải chuyển con sư tử này sang, vứt con sư tử này lên và sau đó thì mình sẽ phải cầm con cừu này về đó và chúng ta sẽ lại chuyển con cừu qua bên này đó, chuyển con cừu qua này và mình sẽ lấy cái bắp cải sang và mình sẽ lại tiếp tục cho nó. What the fuck? Đó và chúng ta sẽ vứt con cừu này sang bên này và lấy cái bắp cải sang đó. Vậy là cái con con sói này không, con sư tử này mình sao cứ nhầm nó thành con sói nhỉ? Nó sẽ không ăn được bắp cải và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại và sau đó mình sẽ chở con cừu này lại và sau đó chúng ta sẽ vứt con này lên và túm lại thì đến cuối cùng thì cái con sư tử nó sẽ vẫn ăn được con cừu thôi. Finish. Nhạc rất hay các bạn. Hãy giúp ba kẻ ăn thịt người và ba thằng sư đi di chuyển sang bên kia của hồ nước chú ý. Chưa kịp đọc, nếu ở một bên hồ có số kẻ ăn thịt người nhiều hơn số nhà truyền giáo thì nhà truyền giáo sẽ bị ăn thịt. Tức là chúng ta phải chuyển được ba thằng bờ này qua trước. Tức là đầu tiên mình đoán là chúng ta phải chuyển hai thằng này qua trước. Đó, mình không quay về được à? Hay là phải bắt buộc một thằng nữa thì mới quay về? Đúng rồi, chúng ta phải có một người chở trên thuyền để mình thuyền mới quay về được. Và nếu như bây giờ chúng ta chuyển hai thằng này qua, thuyền chỉ đi được hai người. Ok, thuyền chỉ đi hai người, tức là chúng ta phải bỏ thầy ở lại. Và bây giờ nếu như chúng ta chuyển một thằng này qua thôi, đúng không? Chúng ta chuyển một thằng này qua thì chúng ta sẽ có thể đi được như thế này. Có đúng không vậy? Lên bờ đi em. Ok, sẽ chuyển qua được bên này rồi và cho thằng này lên bờ đấy, đúng không? Đấy, cho số người cân nhau. Không được, cũng không được anh em ạ. Bây giờ mà mình cho một thằng lên là không được, bây giờ mình cho một thằng xuống, đấy, số người là vẫn cân nhau. Cho này lên bờ nó sẽ ăn thịt không? Không, bắt được. Đây, mình sẽ cho các nhà truyền giáo sư qua. Bây giờ giả dụ mình cho thằng này lên thì sao? Xong rồi cho thằng này lên, sẽ cho thằng này về. Đúng rồi các bạn. Mình đã qua được bàn này, yes. Đấy, cho thằng này lên, về. Cho thằng này sang. Và yes, mình đã vượt qua được hai bạn. Hãy giúp một bộ phim hoạt hình của mình rất thích này. Đây là bộ phim Popeye, thủy thủ Popeye ấy, em có nhớ không? Có thằng Bruto và một thằng tên là Popeye. Nhưng mà mình cũng cần phải làm hướng dẫn đấy. Hãy giúp gia đình 5 người qua sông bằng thuyền. Thuyền chỉ chở tối đa 2 người.
thời gian đi của từng người là 1, 3. À đây ok về cái này. Nếu hai người đi cùng trên chiếc thuyền, thuyền sẽ đi với vận tốc của người chậm hơn. Trong 30 giây, hãy đưa cả gia đình sang bên kia sông. Đó, anh hiểu rồi. Sau đây mình xin giới thiệu các thành viên trong gia đình. Đầu tiên là thằng con, không biết tên là gì. Thằng bố, Popeye. Con vợ, Oliver. À, đây là chắc là ông hàng xóm, không biết tên luôn. Và đây chắc là bố của Popeye, cũng không biết tên. À, thời gian của thằng con đi là 1 giây, Popeye là 3 giây, Oliver là 6 giây. À, ông hàng xóm là 8 giây và ông nội là 12 giây. À ờ đúng rồi, thời gian sẽ đi với tốc độ của người chậm hơn. Chúng ta sẽ bị mất tổng cộng là 12 giây. Và thằng già này sẽ qua bên bờ trước. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại. Và cho Popeye thầy đi 1 giây sẽ là đi nhanh nhất này. À, nếu như mà chúng ta bây giờ cho thầy là 8 giây, chúng ta sẽ còn 11 giây. 11 giây và 6 là còn 5. Ờ đúng rồi, cho này qua đi. Let's go. Chúng ta sẽ còn lại 9 giây chứ. Mình sẽ còn chỉ lại còn 9 giây thôi. Nếu như bây giờ chúng ta đi về đây là chúng ta còn 8 giây. Đi một phát là còn 6 giây. Vậy thì là mình sẽ không đủ thời gian chắc chắc luôn. Có vẻ câu này hơi bị khó anh em ạ. Nên là ok ta sẽ bừa đi. Bây giờ thì mình đã chở hai thằng già nhất đi qua trước rồi. Bây giờ mình sẽ đổi lại đi. Mình sẽ chở vợ và chồng qua trước. Đây là thằng con. Đấy, sẽ đi cùng bố trước. Ok. Thằng con sẽ đi cùng bố trước. Và bây giờ là thằng bố sẽ ở bên này. Thằng con quay về. Thằng con sẽ đi cùng mẹ. Đi qua luôn. Cho bố mẹ ở một bên, ông bà ở một bên. Ông hàng xóm và ông nội sẽ ở một bên. Con bên này, ok. Chúng ta sẽ quay về. Bây giờ là mình sẽ tính một chút nhé. Chúng ta sẽ còn là 19 giây đúng không? Mình sẽ còn là 19 giây. Và nếu như bây giờ mình cho thằng con này lên, chúng ta sẽ cho hai ông nhiều thời gian nhất đi qua trước, thì chúng ta sẽ bị mất tổng cộng là 12 giây. 19 đúng không? Trừ đi 12 là còn 7. Ồ đúng. Ồ con. Mình chưa tính sơ nhưng mà hình như là chúng ta còn thừa mất được 1 giây anh em ạ. Bây giờ hai thằng mặt lờ này sẽ đi qua. Ông nội và ông hàng xóm sẽ đi qua cùng lúc. Đúng không? Chúng ta sẽ còn là 7 giây. 9 8 7 7 giây và hai thằng vợ lờ này sẽ lên luôn. Bên thằng bố sẽ quay lại để đón thằng con. Let's go. Và chúng ta sẽ mất thêm 3 giây. Và thằng con còn 4 giây. Đây rồi. Đây rồi. Và mình vẫn còn thừa được 1 giây các bạn. Ngon. Thằng con với thằng bố trông đứng không đâu đâu cả. Ờ mình được thưởng này. What the fuck. Yay. Chúng ta được thưởng. Không biết thưởng cái gì. Đấy nó tặng gì với mình hay không. Ba cặp vợ chồng đi chơi picnic với nhau. Họ phải vượt qua một con sông trong khi chỉ có một chiếc thuyền. Chắc chắn rồi. Chở được hai người rồi. À, chú ý rằng các ông chồng sẽ không cho phép vợ mình ở với người đàn ông khác mà không có mặt mình ở đó. Tóm lại thì sẽ hai cặp vợ chồng đi qua trước đúng không? Tóm lại các ông chồng sẽ không cho phép vợ mình ở với người đàn ông khác mà không có mặt mình ở đó. Tức là mình cần cho hai bà vợ đi qua trước. Đón bà vợ này qua. Đi qua tiếp luôn. Qua bên này. Quay trở lại đây. Chúng ta sẽ có được áo xanh ở lại với áo xanh và áo vàng ở lại với áo vàng. Đi qua luôn. Chúng ta sẽ đi qua đây như này. Ok. Mình sẽ cho thầy quay trở lại. Con này sẽ quay trở lại. Và bây giờ sẽ cho con vợ lên. Thằng chồng này sẽ đi xuống. Đi qua bên này. Đó. Câu này khá là dễ. Mình bắt rất là What the fuck. Hai đứa kia ở cùng nhau thì liên quan éo rồi mà mày giận. Không được. Thằng áo xanh nó sẽ giận. What the hell. Chúng ta sẽ phải cho con áo đỏ quay lại. Đù. Ok. 2000 years later. Rồi ok, và sau một hồi mà mình đã ngồi nghiên cứu thì chắc là chúng ta sắp có được câu trả lời cuối cùng. Và bây giờ thì ok, để xem nào, mình sẽ chở con này qua. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cho hai con này lên. Con thằng áo vàng quay trở lại, đón con bồ đó. Yes. Và cuối cùng thì mình đã qua được câu ML này. Sau rất nhiều tâm huyết. Finish, ok. Finish rồi anh em ạ, cuối cùng thì mình đã finish.
mệt vãi, mình mới chỉ qua được có 3 câu. Hình như đây là câu thứ 4 hay sao, nhưng mà nó túm lại mình vẫn cảm thấy mệt. Có 6 con ếch và 7 cái cột. Túm lại là chúng ta sẽ phải cho một con ếch để múa cột. Hãy đổi chỗ 6 con ếch này, biết rằng ếch không nhảy lùi, 2 con ếch không thể chung một cột, khoảng cách xa nhất nhảy được là đôi cột. Ok, có 6 con ếch và chúng ta sẽ phải đổi chỗ với con ML này. Một bé lên đây, 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 một bé lên đây. Và sai rồi. Bách. Chơi lại luôn đi. Chúng lại ra thì sai. Nhảy lên đây. Ok. What the fuck. Chắc chắn là con này sẽ phải nhảy qua đây. Má. Khi nhảy qua đấy rồi thì mình sẽ nhảy qua đây. 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 No. Sai rồi. Đấy rồi anh em, mình đã sắp tìm ra câu trả lời. Fuck it, Quasi. Con này sẽ đi đâu đây? Nếu bây giờ chúng ta đã gần thành công rồi các bạn. Nếu như mà mình cho con này nhảy lên đây, chắc chắn con này sẽ bị tịt. Nên là mình cần phải cho con này nhảy lên đây, đúng không? Con này nhảy lên đây, con này nhảy qua đây. Đúng rồi, con này nhảy lên đây trước. Con này nhảy qua đây, con này nhảy qua đây. Con này nhảy qua đây. Đúng rồi, con này nhảy qua đây. 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 Yes. Woo. 5 câu. Fuck. Fuck you. Bách, có đúng là mình đã trả lời được 5 câu không? Rồi, và mình đã trả lời được 5 câu là nát cả não rồi anh em ạ. Để xem chúng ta có bao nhiêu câu. Wow. Nhiều ai vậy, ai chơi? Ok, khởi đầu với 5 câu thôi anh em ạ. Mình đã cảm thấy rất là mệt mỏi rồi. Mình nghĩ rằng là con game này thì càng về sau nó sẽ càng khó hơn, nên là chúng ta sẽ cần phải tốn nhiều cái công sức hơn nữa. Ok, và được rồi, nếu anh em thấy thích nó thì đừng quên để lại một like của bọn mình và hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để giúp mình đạt được 200.000 đăng ký nhá. Cảm ơn thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video sau.